Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đi kiểm tra công tác chủ động phòng chống lũ lụt và tặng quà một số hộ dân bị ảnh hưởng do hậu quả của đợt lũ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại xã Tân Hưng, xã Phú Cường và phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, điểm bơm thoát nước tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị phương án 4 tại chỗ của các địa phương, đặc biệt là vận động và hỗ trợ người dân di rời từ vùng ngoài đê để vào tránh lũ trong đê. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới việc tuyên truyền vận động các hộ dân vẫn đang ở vùng ngoài đê sớm di rời vào trong đê, kịp thời hỗ trợ người dân về cơ sở vật chất, ổn định cuộc sống. Khuyến cáo các hộ dân không được chủ quan, cố thủ ở lại khi nước lũ lên cao. Lực lượng chức năng cần nghiêm túc tuần tra, trực gác nước và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, sẵn sàng ứng cứu người, tài sản cũng như an toàn của tuyến đê bối. Để bảo vệ an toàn cho người dân, đấy, hạn chế cái thấp nhất cái thiệt hại về kinh tế cho mọi người dân. Nhưng mà muốn làm được cái việc đấy, đòi hỏi phải có sự đồng hành, sự hỗ trợ người dân trong việc thực hiện các chủ trương của tỉnh, phát lệnh là di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm là di chuyển luôn, phải bình tĩnh và thực hiện theo đúng chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Tại huyện Khoái Châu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc gia cố đoạn bối ở thôn Năm Mẫu, xã Tứ Dân và đặc biệt là điểm thẩm lậu qua đê tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch. Đây là điểm thẩm lậu mới được phát hiện vào hồi 14 giờ ngày 11 tháng 9. Ngay sau khi phát hiện điểm thẩm lậu này, các ngành chức năng của huyện Khoái Châu đã tích cực vào cuộc kiểm tra phát quang cỏ cây để tìm nguyên nhân chính xác và bắt tay ngay vào việc khắc phục sự cố. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Đê điều cần phối hợp với huyện Khoái Châu khẩn trương có phương án cụ thể để khắc phục sớm điểm thẩm lậu này. Nếu mà trông chờ chỉ có mỗi công an với cả quân đội không đủ được, những nhà nào, hộ nào có thể huy động được thì cũng lên danh sách và làm việc trước với người ta đi để khi tình huống xảy ra thì mình có thể là sử dụng cái sự hỗ trợ của người dân. Đội ngũ dân quân, tự vệ, rồi thanh niên, rồi tất cả những ai còn sức lao động phải lập lên một cái danh sách rất rõ ràng từng thôn, từng xã, tính chung trên địa bàn huyện. Bởi vì nó xảy ra ở đâu mình thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đấy, nhân lực, phương tiện máy móc ở tại chỗ nhé. Không thể chủ quan được đâu. Tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, hội đoàn thể tập trung xuống thôn, xuống xã để giúp dân, cán bộ huyện, cán bộ xã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo nhân dân chống lũ lụt. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng 80 suất quà của tỉnh cho 80 hộ dân của thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, huyện Khoái Châu và Văn Giang vừa di rời ở ngoài đê từ đêm qua và sáng nay.